Những kết quả toàn diện nổi bật nâng tầm thế và lực của tỉnh Hưng Yên nêu trên xuất phát từ tư duy nghĩ lớn, làm lớn, quyết tâm tạo đột phá cùng những giải pháp căn cơ. Nhân dịp đầu xuân năm mới, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên để làm rõ hơn về các nội dung này. Tới thời điểm năm 2023 thì tất cả các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội thì cơ bản là đến nay đã thực hiện hoàn thành vượt mức. Ví dụ như về tốc độ tăng trưởng. Trong nghị quyết của đại hội thì đến năm 2025 và hàng năm bình quân mỗi năm là tốc độ tăng trưởng khoảng 7.5-8.5%. Năm 2021 trước cái đại dịch Covid rất là lớn, ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động doanh nghiệp. Nhiều tỉnh là tăng trưởng âm, trong đó toàn quốc cũng tăng trưởng âm. Nên năm 2021 thì tăng trưởng của tỉnh Hưng Yên ở mức cao, tốc đầu trong toàn quốc, tức là tốc độ tăng trưởng khoảng 8%. Năm 2022, trước bối cảnh giữa Nga và Ukraine chiến tranh xảy ra, thì nhiều tỉnh cũng phát triển âm và tốc độ tăng trưởng của toàn quốc thì khoảng trên 4%. Nhưng Hưng Yên đã đạt được khoảng 13,67%, là một trong những tỉnh đứng đầu toàn quốc về tốc độ tăng trưởng. Năm 2023, thì tốc độ tăng trưởng ở nhiều tỉnh vẫn còn tăng trưởng âm do chiến tranh Nga và Ukraine tiếp tục vẫn diễn ra và ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã bị cắt giảm các đơn hàng, phải cho công nhân nghỉ việc luân phiên. Khó khăn nền kinh tế như vậy, nhưng Hưng Yên vẫn quyết tâm thực hiện thành công và thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra. Và tốc độ tăng trưởng năm 2023 của Hưng Yên là 10,05%, đứng thứ 7 trong toàn quốc. Về thu ngân sách, thì theo nghị quyết của đại hội, là đến năm 2025, thì thu ngân sách Hưng Yên là 21.500 tỷ. Nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện, thì thu ngân sách của Hưng Yên đạt ở kết quả rất là cao. Năm 2020 thì thu ngân sách của Hưng Yên là 15.500 tỷ, đứng ở top 30 toàn quốc. Năm 2021 thì thu ngân sách của Hưng Yên là khoảng 19.700, thì đứng thứ 20 toàn quốc. Năm 2022 thì ngân sách của Hưng Yên thu được 51.400 tỷ, đứng thứ 5 toàn quốc. Năm 2023 thì thu ngân sách của Hưng Yên khoảng 33.100 tỷ, là đứng thứ 7 toàn quốc. Đây là một kết quả rất là cao và so với lại nghị quyết đề ra thì chúng ta đã hoàn thành vượt mức ở mức xa. Với mục tiêu phát triển bao trùm, tiếp tục giảm hộ nghèo, quan tâm đến những người yếu thế trong xã hội theo phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, nên khi đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, thu ngân sách lớn, tỉnh Hưng Yên cũng rất quan tâm tới vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đi đối với phát triển kinh tế xã hội thì công tác an sinh xã hội của tỉnh Hưng Yên chúng ta thực hiện cũng rất là tốt. Theo mục tiêu của đại hội là đến năm 2025 thì tỷ lệ hộ nghèo khoảng dưới 1%. Đầu nhiệm kỳ sau khi có tiêu chuẩn mới về hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều thì rất là cao. Thì lúc đó năm 2021 là Hưng Yên là 2,52%. Đây là một con số rất lớn. Thì đó đều hỏi là tập thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành cũng rất lo lắng làm sao để thực hiện tốt cái công tác an sinh xã hội, giảm hộ nghèo ở mức thấp nhất. Chính vì vậy mà trong tỉnh đề ra nhiều các phương án. Thứ nhất là năm 2023 thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định tức là chuyển sang bảo trợ xã hội, tức là những người nghèo, người già, cô đơn, những người không có khả năng thoát nghèo vĩnh viễn ấy, thì chuyển sang bảo trợ xã hội, tức là nuôi trợ đời. Thì toàn tỉnh Hưng Yên chúng ta có khoảng trên 7.000 hộ nghèo, thì có khoảng hơn 2.000 hộ nghèo là người già cô đơn, không nơi nương tựa và không có khả năng thoát nghèo thì chuyển sang bảo trợ xã hội. Và còn lại những người mà nghèo mà có ruộng sản xuất thì tập trung cho đào tạo dạy nghề, nâng cao cái nhận thức về sản xuất để bà con biết để tăng gia sản xuất để thoát nghèo. Và hơn những hộ cận nghèo thì không bị xuống hoàn thành hộ nghèo. Thế còn lại những người mà không có ruộng thì tăng cường công tác dạy nghề, đào tạo nghề để cho bà con rồi những con em hộ nghèo đó có điều kiện để làm việc ở các doanh nghiệp và các cái nhà máy có lương ổn định thì để đảm bảo thì các hộ nghèo sẽ dần dần sẽ hết. Và tới nay thì toàn tỉnh Hưng Yên chỉ còn năm 2023 chỉ còn có 0,86%, đã dưới 1% để đạt được cái mục tiêu đại hội đề ra. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.